Long nói sao để bây giờ cô cho con 4,5 kg này đặng con làm từ thiện. Được luôn. Dạ, trời ơi. Bà con ơi, có vô chợ cái khế. Dạ, con trai. Mượn cái mâm này luôn đi. Cái gì vậy? Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Nói gì nữa, người đầu tiên tất nhiên là ông anh của dì cô rồi, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Sung dễ sợ, bước ra là thấy sung rồi. Người chơi tìm đường, phải tìm được đường đến chợ nhà Lòng Ba để thực hiện thử thách có liên quan tới âm nhạc. Bấm. Xe chỗ nào? Đâu xe? Nhanh lên. Rồi anh nghe đi, anh nghe đi. Nhiệm vụ của mình là đi mua một khúc mía dài 2 gang tay, 1,500 gram cà rốt, 10,500 đồng rau ngò rí, 4 củ riền, nửa cân trái hạnh, 500ml nước dừa, nửa yến quýt, 500g củ tỏi, 10 củ khoai lang, 1 trái dưa. Khi đi mua rau củ, người chơi phải hát điệu lý bất kỳ. Người chơi biến tấu lời để giao tiếp với người bán. Trong câu hát bắt buộc phải có từ keyword của sản phẩm đó. Rồi, bây giờ đi, vô. Thạch gì quên rồi? Thạch Kiệt. Thạch Kiệt được sống mà quy hoàng. 10,500 đồng gò rí chị ơi. 10,500 đồng rau ngò rí, có không? 10,500 đồng gò rí chị ơi. 10,500 đồng chị ơi, cân dùm em lẻ lẻ. Để số tiền nó rất là anh Thạch Kiệt. Thạch Kiệt mất tiền chị ơi. Đó, 10,500 đó không cô? Anh có tiền anh alo trả nợ. Nửa cân trái hạnh, lần đầu tiên tôi mới biết trái hạnh là trái gì. Một bữa dừa. Nước dừa mà. Không có đây, qua chụp khác, qua chụp khác. Ở đâu? Nước dừa. À đây. Nước dừa. Chơi, chơi. Bao nhiêu tiền chị? 13 ngàn. Cảm ơn chị. Tiếp nè. Này tức là nửa ký em mua để thử thách chương trình cơ hội đổi đời chị ơi. Nhiêu chị? Dạ, cảm ơn chị. Thôi em lẻ lẻ đi chị. À ơi, xin giúp tối dùm cho con nửa ký lô chưa bà? 500g, nửa ký thôi nha. Nửa ký nhiêu vậy bà? Nửa ký 20 ngàn. Trời ơi, con cảm ơn bà. Khoai lang. Đây nè. Cảm ơn tự xử. 2 ký chị ơi, nhiêu tiền chị? Nhiêu tiền chị? 2 ký là 30 ngàn. 30 ngàn. Thôi em lại 20. Nhiêu chị? 50 ngàn. Trời ơi, hết tiền rồi, xin đi. Em xin chị ban cuộc làm chương trình hả chị ạ? Cảm ơn chị. Anh ơi, bây giờ mình còn phải mua mía nữa nha anh. Bây giờ em đi xin mượn cây dao chặt ngay cái mía 2 gang tay ngay. Gọi như thế rồi, rồi đi về, đi về. Về chỗ sắp về, nhanh lên. Rồi anh Lâm để anh đây cho em. Dạ thưa mọi người, bây giờ sẽ kiểm tra nha. Coi như là mình bây giờ mình chỉ thiếu là nửa yến quýt. Nửa yến có nghĩa nửa là 5 ký. Từ từ anh Long vô ơi, nghỉ vô trà lết mà phải hát Long ơi. Cô ơi, anh Long anh hết tiền rồi, bây giờ anh Long nói sao để bây giờ cô cho con 4,5 kg này đặng con làm từ thiện. Được luôn. Dạ trời ơi. Bà con ơi, có vô chợ cái khế. Dạ, con trai. Mượn cái mâm này luôn. Cái gì vậy? Trời ơi. Trời ơi. Lên. Em đỡ phụ cho. Dạ thưa bà con, bây giờ vậy em để đây luôn. Em cân nguyên một cái này luôn cho mọi người coi. Ông kia ông làm gì, ông núp vô chổng luôn rồi. Quá đỉnh luôn. Vượt quá 5 ký rồi bà con. Rồi anh Long úp mặt vô tường. Anh giá mặt cái tụi anh mệt rồi, anh Long ơi, hoàn thành thử thách rồi. Rồi, mật mã 7632 chị Hương ơi. Xác nhận 19,000,490 đồng. 19,000,490. Số tiền này là số tiền có thật của anh đây.